rất là đẹp nghe nè, bonsai đẹp lắm nha. Nè, mã số Y1. Ngâu nè, ngâu bông vàng nha mọi người. Ngâu bông vàng. Cái này là mới bứng nha. Cái này là em bao tươi tới nhà thôi, còn về mình trồng em không có bao sống nha mọi người. Nè mình trồng mình để nguyên bầu ha, mình đừng có khu vừa đất ra ha. Mình đừng trồng liền anh em, ngâu đừng trồng liền. Mình để nguyên bầu cái gì nè, mình để nào nó đâm chồi tưới nước. Mình khoét mấy cái lỗ ở dưới đít ha. Rồi mình tưới kích rễ vô, vài bữa nào nó đâm chồi rồi mình sẽ trồng. Mình đừng trồng liền. Rồi mã số Y1. Giao lưu với mọi người là 1.500.000 em bao ship. Mã số Y2. Cây này đế đẹp ha. Ở chỗ này nó có cái đầu này nó bị hư cái đầu này ha. Nè, nó hư gần gần nó bị hư cái mặt cắt trên đầu này, nhưng mà này nó vẫn có cái nhánh sống ha. Chim mà chim chim đây một chút. Ờ đúng rồi. Rồi tiếp theo Y3. Đó. Cái này cốt cành cao nghe nè. Da của nó là gì nha mọi người? Okay. À, cái này là ngâu á. Da của nó là gì ha? Xù luôn, cục anh em ơi. Sao phải nó bị gì hết? Này ghế tơ rất là nhiều nè. Cái này xù luôn anh em. Này xù ha, nè, xù thăng lên tới đây luôn nè. Đó. Đó, xù rồi ha.
nó sụn cục lên tới đây. Ở trên đây mới già trơn ha, dưới đây xa sụ không ha. Ship. Rồi đi 7 nữa là mã số cuối cùng.